Chiều 21 tháng 10, ông Huỳnh Ngọc Trư, Bí thư Đảng ủy phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy xe ô tô 7 chỗ. Chiếc xe mang biển kiểm soát tỉnh An Giang và được tài xế điều khiển lên tham quan Núi Sam. Khi đang lưu thông thì nghi bị sự cố về điện và tự bốc cháy. Cũng theo ông Huỳnh Ngọc Trư, khi phát hiện xe bị cháy, tài xế và hành khách kịp thời chạy thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng phát nhanh nên toàn bộ chiếc xe đã bị cháy rụi.